Rồi một ngày nọ mình không còn làm cho công ty người Việt đó nữa, tại vì mình muốn tăng lương mà công ty đó thì không tăng lương cho mình. Mình đi ra mình bắt đầu cuộc sống của mình không chơi với người Việt nữa, một thời gian mình chơi với toàn Tây thôi. Và mình đi làm cho công ty Tây và mình không còn quay về cái hãng cũ của mình nữa. Mình không tiếp xúc với những người chú, người anh, người chị của mình nữa. Những cái người mà ngày xưa đó. Thì bây giờ mình phải bắt buộc mình phải ra, mình phải tìm một cái việc làm khác để lương mình nó tăng lên các bạn. Tại vì cơm áo gạo tiền ở bên Úc này rất là cao, chi phí rất là cao. Một người một tháng chi phí cũng phải là 1.000 đô trở lên các bạn. Thì mình apply, mình đi làm. Sau những cái thời gian mình đã đi làm, mình đã có kinh nghiệm lái xe, kinh nghiệm làm quản lý. Sau một thời gian, một năm ở trong đó mình đã lên tới nhất chức quản lý rồi các bạn. Thì mình có đầy đủ kinh nghiệm, mình đi ra mình làm cho Tây. Thì mình may mắn mình làm cho Tây thì Tây trả mình tiền rất là cao các bạn. Úc đó các bạn, 20 mấy 30 đồng, rồi từ từ mình tăng lên 40 mấy 50 đồng các bạn 1 giờ. Ở một thời gian mình nghiệm lại, ủa sao ngày xưa mình không đi làm cho Tây sớm hơn đó các bạn. Đó là cái kinh nghiệm của mình, các bạn hãy cố gắng đi làm cho Tây sớm hơn, các bạn sẽ có được những đồng lương xứng đáng hơn. Các bạn làm cho người Việt thì người ta bắt đầu người ta thấy giá trị của bạn, người ta phải trả bạn 18 đồng mà thật sự giá trị của bạn nó hơn hơn cái giá số tiền đó nữa. Mình biết sau một thời gian thì mình biết được là cái giá trị của mình rất là cao nên mình quyết định sẽ đi ra làm cho Tây. Rồi các bạn biết đó, thì cái lúc này thì mình đi làm cho Tây thì cái xe vẫn còn ở với mình, nó chạy chạy chạy, nhưng mà một thời gian nó nổ cái đùng, trên đường mình đi làm nó nổ cái đùng, rồi từ trên cầu các bạn đi qua cái cầu nó nổ cái đùng, rồi mình chạy chạy chạy, chạy xuống, may quá gần tới chỗ làm mình tấp xe vô bãi đậu xe luôn. Rồi xong, một con xe đi đứt, mình không có tiền mua xe mới, mình phải đi xe lửa mất hết cả tuần 2 tuần. Rồi tỉnh thoảng mình mượn xe của bạn của mình người Hàn Quốc, nó chở mình đi làm rồi mượn xe của nó đi, rồi thỉnh thoảng như vậy khi nào nó rảnh thì mình có thể mượn xe nó đi, tại mình đi làm buổi chiều á, buổi sáng mình đi học. Thì lúc mà mình bị cái tai nạn xe như vậy, mình không có tai nạn, xe nó tự hư thôi, mình không sao hết. Nổ máy bùm overheat đó các bạn, thì xe cũ mà các bạn nó sẽ bị những cái bệnh này nọ. Mình đi thì mình cố gắng, nó nóng lắm nên mình phải mở sửa giữa mùa hè, các bạn biết rồi đó. Tại sao mình phải mở sửa giữa mùa hè? Tại vì cái máy nó rất là nóng, mình phải mở sửa cho hơi nóng nó phà vô trong này để cái máy nó giảm tốc độ xuống, giảm cái nhiệt độ xuống, và mình phải mở hết cửa ra tóc bay rủ rượi đó. Đó các bạn, đó những cái năm tháng đầu tiên của Úc rất là cực. Rồi sau đó xe hư như vậy rồi phải đi xe lửa rồi này nọ, thì làm gì có tiền, mà lúc đó cũng không có kinh nghiệm, không có kiến thức về này. Mình kêu một thằng bạn, cái thằng bạn Hàn Quốc của mình đó, nó cũng tốt, nó tới nó chở cái xe mình về. Lúc đó mình đáng lý mình phải kêu tow truck mà mình cũng không biết luật luôn, kêu nó tới chở về, thì nó mang theo cái sợi dây rồi tới nó cẩu xe à, nó không có cẩu gì đó, nó để xe trước, nó móc vô cái tow bar của nó đằng đó, rồi nó chạy nó chở mình đi. May là lúc đó 10 giờ mấy 11 giờ không có cảnh sát, nhưng có cảnh sát nó phạt lúc đó cũng không ghê thôi luôn. Nói chung mình làm những cái việc này mình không muốn nhưng mà mình không biết luật nên mình làm đại, mà may quá không có ai phạt hết đó các bạn. Mình chở nó về thì bạn đi, bạn biết á, xe mà xe trước kéo xe sau á, mà nó không có cái thanh ở chính giữa mà cứng á, thì nó sẽ, nếu mà kéo bằng dây á thì nó sẽ lâu lâu mình thắng không kịp á, thì nó sẽ đụng xe, đít xe nó đúng không? Thì bạn biết chuyện nó sẽ đến, nó đến rồi đó. Cái xe mình lủi thẳng vô trong cái thô ba của nó, bùm 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 bùm, may mà xe nó không bị gì đó. Lủi vô xe mình về tới nhà là tan nát luôn các bạn, đoạn đường khoảng 20 cây số, có lên đồi xuống đồi rồi này nọ. Đó là kéo từ Ringwood đi về Hawthorne, mình còn nhớ cái đoạn đường đó mà mình nhớ hoài luôn cái lúc đó kéo. Đoạn đường bình thường mình đi khoảng 20 phút mà nó kéo xong về tới nhà cũng khoảng hết 30 phút 40 phút các bạn. May mà về tới nhà an toàn và cái xe nó không bị sao hết đó các bạn. Các bạn thấy cái cuộc đời nó ghê không đó. Rồi ok, cái xe đã về xong rồi, một thời gian thì mình mua xe mới, thì mình cũng tính là mua xe mới rồi mình đi hỏi người này hỏi người kia rồi đi mua xe mới luôn để trả góp rồi này nọ, nhưng mà cuối cùng mình may mình không quyết định mua xe mới trả góp mà mình mua được một chiếc xe khác, một chiếc xe Honda khác. Thì mình kể cho các bạn câu chuyện đó sau, bây giờ mình kể tiếp cho các bạn nghe về cái công việc làm đó các bạn. Sau khi bạn đi ra bạn làm cho Tây thì đến một lúc nào đó bạn phải cố gắng bạn apply những cái job mà bạn có thể làm ít thời gian lại,
mà cái lương của bạn phải tăng lên để các bạn làm, có thể làm quản lý, bạn làm supervisor như vậy các bạn, thì bạn mới có đủ tiền. Còn mình một thời gian á, mình làm mình dư sức làm những cái việc này, nhưng mà mình ra mình rất là ngại, mình sợ mình không có khả năng nên mình không có dám apply mấy cái job này. Sau này mình apply một cái là được liền, nhưng mà mình biết sau khi bạn có kinh nghiệm 2 năm bạn làm cho warehouse, bạn có kinh nghiệm quản lý làm cho người Việt rồi, thì không có tội dạy gì bạn làm store manager rồi, thì bạn không có tội dạy bạn gì mà bạn không nên apply những cái job quản lý để mà làm. Job quản lý nhiều khi người ta chỉ cần bạn làm part time thôi hoặc là casual thôi, mà bạn cũng có thể là có lương rất là cao, 40 đồng, 50 đồng. Sau này mình mới biết khoảng tốn khoảng 3 năm để mình đi làm cho tay rồi mình mới hiểu ra vấn đề này. Mình vẫn còn ngại lắm. Mình cứ ngại là tiếng Anh mình không giỏi, mà thật sự là tiếng Anh lúc đó mình nói chuyện rất là ok đối với người Tây rồi, nên mình vẫn còn không có thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình sớm hơn các bạn. Đó các bạn, những cái kinh nghiệm của mình cho các bạn thấy là mình cũng bình thường như các bạn. Tất cả mọi thứ đều bình thường hết. Mình chỉ có điều mình ham học hỏi, mình thích học hỏi. Và mình cũng như các bạn thôi, mình cũng gặp những cái sự cố này. Mình thi lái xe cũng không có đậu lần đầu, nhưng mà mình sau khi mình học, mình đậu lần thứ hai, rồi sau đó là mình đi hướng dẫn cho người ta, mình đi dạy lái xe cho người ta, các bạn thấy đó. Rồi mình đi học, rồi mình sau này mình giúp mấy anh chị em khác apply xin việc cho những người Tây rồi này nọ, rồi mình có bằng lái xe forklift, rồi mình đi giúp những người này người kia có được lái xe forklift, mình chỉ người này, mình biết cái gì mình sẵn sàng hướng dẫn và chỉ cho các bạn hết, mình không có gì giấu giếm hết. Thì các bạn thấy thì các bạn chắc chắn làm được, mình làm được, các bạn làm được, và có thể là các bạn làm hay hơn mình nữa. Mình hy vọng những cái video này sẽ giúp cho các bạn có được động lực để các bạn có thể ra các bạn đi làm cho Tây, các bạn ra các bạn nói chuyện với Tây, bạn khởi nghiệp, bạn kinh doanh, bạn làm ăn để bạn giàu có, bạn thịnh vượng và bạn thành công hơn mình. Rồi, cái đây là cái số 3 mình chia sẻ về cuộc đời tôi. Hy vọng là các bạn sẽ thấy được những bài học của mình để các bạn không vấp phải. Bạn nên nhớ nha, khi nào cái xe bạn hư thì các bạn phải kêu người tới sửa, hoặc nếu mà nó đã banh xác rồi bạn kêu người bạn bán luôn cho wrecker, hoặc là bạn kêu người chở về để sửa, chứ bạn đừng có nên kéo xe như kiểu của mình. Kéo xe như kiểu của mình gặp cảnh sát nó phạt cho vài trăm đô và nó trừ điểm của thằng bạn mình nữa, rất là nhiều cái phiền phức các bạn. Rồi, mình đã giúp rất là nhiều người để đi xin việc làm này, xin việc làm kia. Nói các bạn, mình biết được cái kiến thức gì mình chỉ, và mình làm thế nào để mà cho người ta xin việc cho nó nhanh được nhận đồ này nọ, mình biết, mình chỉ hết cho mọi người. Thì mình hy vọng nếu mà các bạn nào có được những cái nào bí quyết nào, thành công của các bạn tới đâu, thì các bạn hãy cố gắng hướng dẫn và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Vì cộng đồng người Việt ở Úc, vì cộng đồng người Việt ở toàn nơi trên thế giới, các bạn hãy sống hào sảng, các bạn hãy chia sẻ, và các bạn hãy giúp cho những người đến sau, những người đi sau, họ đừng có vất vả, họ đừng có khổ sở như bạn. Có nghĩa là họ qua sau, họ may mắn được có bạn, có những cái anh chị em khác đã đi qua trước chia sẻ. Chứ đừng có giấu như mèo giấu cứt. Bí quyết thành công nó bây giờ nó khác thời xưa rồi. Bạn có giấu thì người này cũng chia sẻ. Cố gắng hết sức để học hỏi để mà thành công. Chứ mình và những cái đội ngũ nhân viên của mình và những cái người học viên của mình cố gắng ở Việt Nam có, ở Úc có, ở Mỹ, ở Canada có, sẽ giúp đỡ các bạn, sẽ muốn cho các bạn một cái cộng đồng người Việt thịnh vượng trên toàn thế giới, ở châu Âu có, để cho các bạn có thể có được những cái đồng thu nhập, những cái tiền thu nhập cao, bạn ra khởi nghiệp bạn thành công, bạn rút ngắn thời gian xuống để bạn không bị những cái vất vả như mình, không có gặp những cái trở ngại, không gặp những cái trap, những cái bẫy trên cái con đường để các bạn đi, để các bạn thành công nhiều hơn nữa, để cho các bạn có được những cái trải nghiệm tốt, có cuộc sống hạnh phúc hơn, giàu có hơn, thịnh vượng hơn. Như vậy là mình hạnh phúc rồi các bạn. Những cái trải nghiệm, những cái câu chuyện đời tôi như thế này để cho các bạn biết được là ngoài kia vẫn còn có những người mà muốn các bạn thành công, chứ không có ai muốn các bạn thất bại hết. Nhưng mà vẫn có đâu đó có những cái bạn mà gọi là lý thông, người ta muốn gạt chân cho bạn té, muốn chơi xấu bạn. Vẫn có các bạn, trên đường đời có rất là nhiều như vậy. Mình đã gặp rất là nhiều cái những cái người đó, người ta đã chơi xấu mình và đã muốn mình thất bại rồi nọ. Những cái video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cái gì nó cũng có các bạn, cái gì nó cũng có giá, và cái gì nó cũng có cái gọi là để cho các bạn có thể trải nghiệm được. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Hy vọng là các bạn thấy những cái mình vấp ngã, các bạn hãy học hỏi từ nó để các bạn thành công hơn.
Mình hy vọng là các bạn thích video này của mình. Hãy cho mình cái thumbs up, để lại những cái dòng comment bên dưới để cho mình biết các bạn suy nghĩ như thế nào. Và hãy chia sẻ giúp mình cái video này cho nhiều người cùng coi. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn những video chia sẻ sắp tới của mình.